là những thông tin mà các nhân viên của nhà Mana cung cấp cho các bạn sẽ giúp các bạn tự tin hơn khi các bạn tham gia giao thông, đặc biệt là bằng xe gắn máy, những chiếc xe gắn dưới 50 và xe máy điện. Và đây cũng là hoạt động mà nhà Mana Mô tô Việt Nam triển khai bắt đầu từ đầu tháng 12 với dự định là khoảng 22 trường trên toàn tỉnh Nghệ An, và trường của chúng ta là một trong trường cuối cùng trong hành trình của nhà Mana tại Nghệ An rồi. Rất may mắn là các bạn học sinh khối trung học phổ thông tỉnh Nghệ An khá nhiệt huyết và tham gia chương trình rất là nhiệt tình ạ. Và đó cũng là động lực cho Yamaha trong việc triển khai tiếp và các sự thành công ở đây. Thì chương trình chúng ta sẽ có hai nội dung. Cái nội dung chính là hướng dẫn các bạn về điều khiển xe máy và làm thế nào các bạn không an toàn đó. Ngoài ra thì các bạn sẽ có một cái phần vai bỏ nữa, và phần này thì chủ yếu là phục vụ các bạn học sinh lớp 12. Sắp tới đây thì các em sẽ là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, các bạn sẽ thi bằng lái xe A1, thì các bạn sẽ có một nội dung là hướng dẫn các bạn là sang đi bài thi thực hành trong cái kỳ thi bằng lái xe A1 nó dễ dàng nhất trên phần thi hình số 8 đó. Và xuyên suốt cái buổi tập huấn này thì các bạn sẽ có những tình huống, có những câu hỏi các bạn tham gia trả lời, và dù đúng hay sai các bạn vẫn sẽ nhận được quà, được chưa ạ? Thế các bạn lo lắng là phải đúng thì mới nhận quà, với Yamaha thì đúng hay sai là nhận được quà hết. Và với bạn đầu tiên trả lời câu hỏi trong cái phần tập huấn ngày hôm nay, nếu bạn đưa ra một thông tin trả lời đúng, chính xác và đầy đủ thì chúng ta sẽ thống nhất là Yamaha mang đến đây bao nhiêu cái phần quà, thì mỗi một phần, mỗi một loại quà bạn sẽ nhận được một phần. Đấy, như vậy là rất nhiều quà đúng không? Rồi. Đó là toàn bộ thông tin của chúng ta. Và là một buổi tập huấn thì tất nhiên là các bạn sẽ không cần quá phải chúng ta quá phải là căng thẳng đó. Tuy nhiên thoải mái quá thì nó sẽ hơi ồn. Do vậy hy vọng là các bạn sẽ tập trung và thật sự một chút để chúng ta có thể dễ dàng trao đổi thông tin với nhau. Và để bắt đầu cho phần tập huấn này, xin các bạn một chặt vào tay để chúng ta bắt đầu cho nó thành công nào. Rồi, cảm ơn các bạn. Vậy các bạn muốn bắt đầu bằng câu hỏi dễ hay khó? Dễ nhá. Khó nhá. Hỏi dễ chứ hỏi là cái gì bây giờ này? Hỏi về xe máy đi. Các bạn đang ở trong buổi tập huấn xe máy bằng đúng không? Rồi, xin hỏi các bạn học sinh ở trường trung học phổ thông Nghi Lộc 2 nào. Theo các bạn xe gắn máy nói chung gồm cả xe ga, cả xe số, xe 50, xe 100, 125 phân khối, 150 phân khối, vân vân, có bao nhiêu phanh? Đủ dễ chưa? Câu hỏi này quá dễ rồi đúng không? Rồi, nhưng mà suy nghĩ kỹ nhé. Nhận được một phần quà thì đương nhiên rồi, nhưng mà nhận nhiều phần quà thì phải suy nghĩ. Xe gắn máy có mấy phanh? Nào, lớp 12 nào. Lớp 12 là các bạn lớn tuổi nhất ở trường rồi, có kinh nghiệm điều khiển xe rồi. Và 12-7. Xin chào bạn, giới thiệu một chút nào. Rồi xin chào bạn. Bạn đi xe máy, biết đi xe máy lâu chưa? Từ năm lớp 8 à? Thế là nó 4-5 năm rồi. Và theo bạn với 5 năm kinh nghiệm điều khiển xe gắn máy thì bạn nghĩ là xe gắn máy có mấy phanh? Là phanh nào? Là phanh tay và phanh chân à? Ngay tại thời điểm này và ngay tại vị trí này anh có thể chỉ cho em một cái xe mà không có phanh chân này. Rồi, cảm ơn bạn. Một câu trả lời chưa chính xác lắm, vẫn tặng một phần quà. Rồi. Nào, 11 đi. 11 A9 này, chàng trai này rơi tay từ nãy giờ. Bạn Đạt đúng không? Dạ, xin chào bạn. Và bạn đi xe máy lâu chưa? Từ năm lớp 6. Anh à? 6, 7, 8, 9, 11, úi giời, 6, 7 năm rồi. Thế thì với một cái thời gian điều khiển xe lâu như vậy, theo em xe gắn máy có mấy phanh? Xe gắn máy có 2 phanh.
Mình là phanh nào? Phanh trước và phanh bánh sau đúng không? Các bạn khác có đồng ý không? À đúng. Nhưng chưa đủ. Xin gửi bạn một phần quà. Rồi bên này. Câu trả lời của bạn Đạt vừa rồi đúng. Nhưng chưa đủ. Vậy đủ thì có mấy phanh? Nào bây giờ hỏi bên này. Bạn nào biết? Đây bên này. Đấy, em thấy là ai đưa tay thì em đưa mic cho bạn ấy. Mười C4. Bạn nam mười C4 tên gì nhỉ? Dạ, em à, rồi, xin chào bạn. Và bạn mới đi xe máy lâu chưa? 2 năm à? Và trong 3 bạn đứng lên thì bạn là có kinh nghiệm ít nhất. Nhưng theo bạn thì xe gắn máy có mấy phanh? Hai phanh là phanh nào? Phanh động cơ và phanh. Phanh bánh à? Vâng. Câu trả lời này phanh động cơ. Phanh động cơ là phanh như nào theo bạn? Vặn cái ga này hả? Vặn lên vặn xuống. À vặn xuống hả? Rồi. Câu trả lời tạm thời chấp nhận được. Và như đã hứa thì xin gửi bạn đủ quà. Rồi. Thực ra bạn gom cái phanh bánh vào thì cũng được. Tuy nhiên chúng ta có thể nói chính xác là xe gắn máy có 3 phanh. Phanh bánh trước, phanh bánh sau. Và như bạn nói là phanh động cơ. Và chính xác là phanh động cơ nó nằm ở cái tay ga này. Đúng không ạ? Một cái bộ phận mà các bạn dùng rất nhiều khi các bạn đi xe. Nhưng có một ngày mà có một người hỏi bạn là thế xe gắn máy có mấy phanh thì chúng ta lại không biết. Đúng không? Mà trên thực tế thì các bạn thấy là phanh động cơ là cái phanh các bạn dùng nhiều không? Phải dùng rất nhiều. Các bạn giảm ga thôi. Có đôi khi các bạn có cần phải dùng phanh trước phanh sau đâu. Đúng không? Vậy là các bạn có thể thấy là tại sao anh ấy hỏi cái câu hỏi này. Bởi vì chúng ta bắt đầu một cái buổi tập huấn mà là lái xe. Và anh có thể chỉ ngay cho các bạn thấy là chúng ta đang điều khiển xe gắn máy với những cái kỹ thuật, với những hiểu biết chưa hẳn là 100% về xe gắn máy. Và đó là lý do khi chúng ta gặp sự cố về xe gắn máy, chúng ta sẽ không thể kiểm soát nó một cách 100% được. Đúng không ạ? Và nhiệm vụ của ứng dẫn viên nghề của Yamaha ngày hôm nay trong vỏn vẹn khoảng 60 phút sẽ giúp các bạn làm sao hiểu về xe gắn máy và làm chủ nó. Anh xin chia sẻ với các bạn chút về tình hình giao thông tại Việt Nam và đặc biệt là liên quan đến lứa tuổi các bạn. Ở Việt Nam hiện nay thì mỗi một năm chúng ta có khoảng 8-10.000 người chết vì tai nạn giao thông và khoảng gần 70% số đó liên quan đến xe gắn máy. Đó. Với lượng xe gắn máy khoảng xấp xỉ 50 triệu xe thì Việt Nam là một trong những nước mà sử dụng xe gắn máy rất nhiều. Và xe gắn máy nó phù hợp với cái điều kiện kinh tế, điều kiện đường xá và cái văn hóa giao thông ở Việt Nam. Đúng không ạ? Thì đó là lợi ích của nó. Thì cái mặt hại của nó chính là chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều sự nguy hiểm hơn. Chúng ta đi xe gắn máy. Thế còn liên quan đến lứa tuổi học sinh trung học phổ thông thì theo một cái nghiên cứu có khoảng 65-67% là những nạn nhân liên quan đến các vụ tai nạn giao thông nằm trong lứa tuổi từ 15-25, tức là trong đó có lứa tuổi của các bạn. Vậy các bạn hình dung là chúng ta ra đường rất ít, trừ trường hợp các bạn đi trên đường, cái thời gian bạn đi trên đường và đến trường và từ trường về nhà, đúng không? Vậy tại sao chúng ta lại liên quan đến giao thông như vậy? Thì có thể nói là đôi khi chúng ta mang theo cả cái tính cách vô tư và hồn nhiên của tuổi học trò ra ngoài đường ạ. Các em có hình dung là sẽ không khó để có thể nhìn những hình ảnh ví dụ như là học sinh trung học phổ thông đi xe máy điện, đi xe đạp, xe máy 50, hàng 3, hàng 4 trên đường vừa đi vừa nói chuyện, đúng không? Ở những cái cổng trường, không khó. Hay là 2, 3, một bạn nam đi xe máy kéo theo hai bên, hai bạn đi xe đạp chẳng hạn, đúng không? Rồi hình ảnh trời nắng như này các bạn nữ học sinh vừa đi xe đạp điện vừa cầm một cái ô trên cho mát, đúng không? Đó. Thì đó là những cái hành động mà bản thân các bạn sẽ nghĩ là nó bình thường, nó không có gì là nguy hiểm cả, đúng không? Nhưng khi chúng ta gặp sự cố ở những tình huống này thì chúng ta sẽ gây nguy hiểm cho chính bản thân mình và những người đi xung quanh chúng ta, đúng không? Vậy thì làm như thế nào? Làm như thế nào để các bạn giữ được cái sự bình yên
cho mình trên các con đường đi đến trường rồi về nhà, và làm thế nào để các bạn tự bảo vệ mình cũng đồng nghĩa là hành động các bạn bảo vệ những người xung quanh. Đó chính là việc chúng ta tham gia giao thông, với việc đầu tiên là phải hiểu luật và chấp hành luật giao thông đã. Dù các em di chuyển bằng phương tiện nào, đi bộ, đi xe đạp, xe máy hay bất kỳ một phương tiện nào, thì chúng ta phải tuân thủ luật, hiểu và tuân thủ luật. Việt Nam là một đất nước có hiến pháp và pháp luật, và trong mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực đều phải chịu sự giám sát và điều chỉnh của luật pháp. Vậy trên đường, những cái gì đại diện cho pháp luật về an toàn giao thông theo các bạn? Cái gì? Nào, bạn nào kể cho anh được xem là những cái gì đại diện cho luật pháp ở trên đường này? Có kể được không? Nào, đầu tiên là lực lượng gì? Cảnh sát giao thông, chính xác rồi, đúng không? Cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, đúng không? Rồi, sau đó là đến cái gì? Hệ thống biển báo, chính xác. Tiếp nữa là gì? Đèn tín hiệu, đúng không? Vạch kẻ đường, đúng không? Đó, những thứ đó là đại diện pháp luật. Và anh hỏi một bạn xem là theo bạn thì ở Việt Nam hiện nay hệ thống biển báo chia ra làm mấy loại nhỉ? Nào, cái này đòi hỏi các bạn phải có một thói quen là các bạn hay nhìn biển không? Nếu các bạn không nhìn biển chắc là khó. Bạn nào biết nào? Anh vẫn nhắc các bạn nhé, đúng hay sai các bạn vẫn nhận được quà, nên đừng có lăn tăn gì cả, đúng không? Mình kể không đủ cũng chả sao cả, đúng không? Nào, bạn nào kể đây? Đây rồi, 10A2 xin mời em. 10A2 nào? Các bạn hãy dành cho bạn một vòng tay nào. Được rồi, đến thành viên của lớp mình thì mình phải vỗ tay mạnh lên chứ. Xin chào. Xin chào. Bạn tên là gì? Xin chào bạn Thảo. Và theo bạn thì ở Việt Nam có mấy nhóm biển báo nào? Có 3 nhóm à? Bạn có thể kể được không? Biển báo cấm, biển báo hiệu lệnh và biển báo nguy hiểm. Đây là 3 nhóm biển chính, đúng không? Bạn có thấy là một số cái biển cấm hay một số cái biển hiệu lệnh nó có thêm một cái biển nhỏ nhỏ ở dưới, hình vuông hình chữ nhật đấy. Bạn có biết nhóm biển này không? Đây là nhóm biển phụ, đúng không? Ngoài 3 nhóm biển bạn vừa nói thì có một nhóm biển nữa là nhóm biển chú thích hay biển giải thích, đúng không? Nó hình tròn nhỏ ở dưới, ví dụ như là một số tuyến đường cấm xe tải nhưng chỉ cấm theo giờ thôi chẳng hạn, thì sẽ có chú thích là từ mấy giờ đến mấy giờ, đúng không? Cảm ơn bạn, rất chính xác. Xin gửi bạn một phần quà. Đấy. Vậy anh hỏi thêm phía này một lần nữa, nhà bạn nào ở gần trường nhất nào? Rồi. Vậy anh hỏi là cái này sẽ là lợi thế cho bạn ở gần trường này. Theo bạn, từ nhà bạn đến trường có bao nhiêu cái biển? Và anh kể ít nhất 2 biển trong đó. Nào. Nói không có biển thì không được trả lời. Nào, bạn nào kể cho anh xem là từ nhà bạn đến trường theo bạn có khoảng bao nhiêu biển, và hãy kể giúp anh là 2 cái biển trong đó mà bạn nhớ. Tự nhiên có một ngày trời nắng đẹp, có một anh em A đến hỏi toàn cái biển báo. Ngày nào mình cũng đi mình cũng nhìn, đúng không? Nhưng tự nhiên anh đến lúc cần dùng đến thì lại chả biết nó là cái biển gì để mà kể. Đấy mới lạ. Đây, xin mời. Nào, kể anh cho anh xem là nhà em đến trường bao nhiêu xa nào. Hi, xin chào. 10C4 tiếp tục. Đó. Bạn tên là gì đây? Em tên là Đặng Nhật Minh. Nhà bạn có xa trường không? Đây mấy cây á. Mấy cây à? Mấy cây là nhiều biển đấy. Em nhớ được có bao nhiêu cái biển từ nhà em đến đây? Biển. Biển gì? Chú ý phía trước. Chú ý phía trước á? Biển gì? Đi chậm. Đi chậm à? Rồi, đồng ý. Biển gì nữa? Cấm xe tải ạ. Cấm xe tải à? Là bạn có nhớ là cái biển cấm xe tải ở đoạn nào không? Đoạn đương nhiên là gần nhà bạn thôi. Thế ngoài 2 biển này bạn còn nhớ được biển gì nữa không? Một cái biển mà các bạn sẽ gặp rất nhiều này,
đặc biệt là nếu bạn nào ở những cái đoạn đường mà là đường hai làn có giải phân cách cứng. Đúng rồi đấy, cái biển các bạn gặp rất nhiều đúng không ạ? Cấm đi ngược chiều là một cái biển mà các bạn sẽ gặp thường xuyên, đặc biệt là nhà bạn nào gần đường quốc lộ hay là đường có hai làn có giải phân cách cứng này. Đó, cấm đi ngược chiều đó. Cảm ơn bạn. Xin cảm ơn bạn. Xin gửi bạn một phần quà nhá. Rồi, thế thì các bạn có thể thấy là chúng ta muốn tham gia giao thông một cách an toàn và chủ động, tức là các bạn phải làm được hai việc. Một là các bạn hiểu và tôn trọng luật, và thứ hai là các bạn có kỹ năng lái xe, đúng không ạ? Kỹ năng lái xe thì nó được hình thành với các bạn có thể là 1 năm 2 năm hoặc nhiều năm, nhưng cái việc học luật và tôn thủ luật thì chúng ta có thể là các bạn có chưa. Tuy nhiên sau cái buổi tập huấn này, một lời khuyên cho các em là nên dành ra một chút thời gian để các bạn tìm hiểu xem là cái cung đường mà các bạn đang đi ấy, nó hay có những cái biển gì và nội dung của những biển này là như thế nào để các bạn có thể tuân thủ, đúng không ạ? Và biển báo là một trong những công cụ để giúp đỡ điều chỉnh cái hành vi của các bạn khi tham gia giao thông để nó phù hợp hơn với con đường đó, với hoàn cảnh lúc đó ở trên đường để đảm bảo về an toàn, được chưa? Câu hỏi tiếp theo, và hôm nay sẽ rất nhiều câu hỏi, các bạn sẽ nhận rất nhiều quà.